Các bạn thân mến, vào thời vua Hùng thì đời sống nhân dân ta là rất bình yên. Có một gia đình nọ sinh được hai đứa con trai sinh đôi. Dĩ nhiên là hai cậu bé giống nhau như đúc. Nhưng khi sinh ra một thời gian ngắn thì người mẹ chết, rồi người cha cũng chết. Hai đứa trẻ mồ côi. Thế là ở trong làng có một cái người nhà giàu, cũng khá giàu có, thấy thương cho nên mới sinh hai đứa về nuôi, cho ăn, cho uống và dạy dỗ đàng hoàng. Lớn lên hai anh em rất ngoan ngoãn, rất lễ phép và siêng năng chăm chỉ. Đến khoảng độ lớn lớn rồi, đến độ trưởng thành thì ông nhà giàu này có một đứa con gái cũng vừa tuổi cập kê. Ông muốn kiếm chồng cho con gái của mình và ông muốn chọn một trong hai người này. Và ông muốn gả con gái của mình cho người anh. Mà bây giờ hai anh em này ông không biết người nào anh, người nào em hết. Cho nên á, một hôm hai anh em, ông mới sai hai anh em ra ngoài đồng cuốc đất. Và đến trưa thì ông sai cô con gái mang rổ cơm ra để cho hai anh em ăn. Và ông đi theo ông rình, ông nấp xuống bờ ruộng ông rình, thì ông thấy là một người bới cơm dâng lên nói: mời anh ăn trước, mời anh ăn cơm. Thế là ông đứng dậy, ông chạy ra: à, hai đứa con hôm nay ta không phân biệt được đứa nào anh, đứa nào em. Bữa nay ta mới biết được con là anh, nè con là em, đúng không? Nè con gái, lại cha biểu, ta thì chỉ có một đứa con gái thôi, và ta quyết định gả con gái của ta cho con là người anh. Thôi, thằng em thì mai mốt để ta kiếm đứa khác, ta làm mai mối cho. Thế là người anh có được vợ. Mà bây giờ rất là khổ, là hai anh em yêu thương nhau vô cùng. Người cha mới ra riêng, cất cho một căn nhà nhỏ, nhà tranh, vách đất, và cho hai vợ chồng ở. Người em muốn sinh nó cất cái chòi ở ngoài ruộng, nhưng người anh nói không được. Anh em mình từ nhỏ lớn lên yêu thương nhau, em phải về ở với anh. Thế là người em phải đi về ở cùng với anh của mình. Bây giờ ở với anh chị nó khó khăn vô cùng. Hai anh em gọi là anh em, nhưng mà ra trước ra sau có chút xíu à. Người anh muốn vợ thì người em cũng muốn vợ. Người anh muốn cái gì thì người em cũng thật sự là muốn cái đó. Cho nên trong nhà này rất éo le. Hai vợ chồng âu yếm bên nhau thì rất tội nghiệp cho người em. Khổ lắm. Mà lại là nhà tranh, vách lá, đâu có phòng cách âm riêng biệt gì đâu. Thế là mọi chuyện nó càng ngày nó càng rắc rối. Một hôm hai anh em đi ra ngoài đồng cuốc đất, trời chạng vạng tối rồi. Khi mà người anh nó cưới vợ chưa được bao lâu thì thật sự là người vợ cũng chưa phân biệt được, đặc biệt là nhìn từ xa chưa phân biệt được đâu là chồng mình, đâu là em chồng mình. Thế thì còn những khúc đất nữa à. Người anh mới rất thương em, người anh nói: em bỏ, em về tắm rửa trước rồi anh cuốc xong cái anh về. Người em không chịu, nhưng người anh nói nghe lời anh, đi về trước, anh cuốc xong anh về liền. Thế là người em đi về trước. Người em đi về tới cửa nhà thì lúc đó người vợ đang nấu cơm chờ đợi, mà vợ chồng mới cưới quyến liếng nhau lắm. Người vợ mới chờ đợi thì vừa thấy người em đi vô, trời chạng vạng tối, mấy cái bụi tre nó lại che nữa, cho nên là mờ mờ không thấy. Người vợ mới chạy ra: chồng về trễ vậy. Thì vừa lúc đó người anh đi tới đầu ngõ, nhìn thấy cảnh đó bực dọc lắm, đi về gâm mặt xuống với em mình. Và tối hôm đó hai vợ chồng trong phòng cãi vã nhau. Người em nằm ở bên đây nghe rất khó chịu. Mình ở đây thật sự là rất là phiền tối cho anh chị của mình. Và chính vì mình mà anh chị mới cãi nhau và không hạnh phúc như vậy. Cho nên người em rất thương anh mình, thành ra là quyết định bỏ đi. Nằm trằn trọc đến khuya thì quyết định bỏ đi. Và người em chỉ lấy theo vài thứ cần thiết, bỏ vào và gói lại, rồi cột bên mình và đi. Người em đi đâu à? Nhà thì ven bìa rừng, người em muốn băng ngang khu rừng đó, nhìn trăng nhìn sao mà đi, mong muốn rằng sẽ băng qua khu rừng này để đến được một cái làng. Thế là người em đi tới sáng,
Đi đến sáng vẫn không thấy cái làng nào, lại đi đến trưa, lại đi đến chiều, lại đi xuyên đêm, đi mãi, đi mãi, đi mãi. Đi đến ngày thứ ba thì người em đói lả, không còn gì ăn nữa cả, mà giữa rừng không tìm được gì ăn. Thì người em mới đi đến, phía trước là một con suối nhỏ. Con suối đó nếu bình thường thì người em sẽ nhảy qua được, nhưng bây giờ hết sức rồi. Người em đói lả và người em kiệt sức. Người em ngồi xuống bên bờ suối, hai tay khổ phục xuống như thế này, cái dáng giống như là một cái cục đá tảng. Và người em chết trong tư thế ngồi. Ông trời thấy tội nghiệp quá, ông trời mới cho người em biến thành một cục đá ngồi ngay bên bờ suối. Và sáng ra, sáng cái ngày đầu tiên đó, thì người anh không thấy em mình đâu, kêu em ơi, em ơi. Và đến tối thì không thấy em đâu. Người anh mới biết chắc rằng là vì mình mà em mình đã bỏ nhà ra đi. Cho nên đêm hôm ấy người anh mới làm dỗ cho vợ ngủ xong, bắt đầu len lén và khăn gói lên đường. Ngộ kỳ là người anh đi đúng ngay con đường của người em đi, băng ngang qua mấy khu rừng và đi đến ngày thứ ba thì cũng đói lả kiệt sức. Vì người em á, đến bờ suối người em nhảy qua không nổi, người em mới ngồi khủ phục xuống như thế này. Còn bây giờ người anh gặp được tảng đá, người anh mới chụp tay dựa vào trong tảng đá như thế này và chết trong tư thế là chết đứng. Thế là ông trời thấy thương quá, ông trời mới cho biến thành một cái cây khẳng khiu cao lên, lá xòe ra che chở cho người em ở bên dưới. Cái cây cùng với tảng đá là nương tựa vào nhau. Đến đêm, đến sáng ra, người vợ không thấy chồng đâu. Sáng ngày đầu tiên không thấy chồng đâu. Và bắt đầu đến đêm ngủ không được, cũng khăn gói đi tìm. Ngộ kỳ thai, lạ kỳ thai là người vợ cũng đi đúng cái con đường đó, và đến ngày thứ ba cũng kiệt sức, ngay cái bờ suối đó kiệt sức. Và lúc này hên quá cho người vợ, người vợ có được cái cây để ôm vào và chết trong tư thế đang ôm chặt cái cây. Ông trời thấy thương quá, ông trời cho biến thành một cái dây leo quấn quýt ôm chặt vô cái cây, lá sum suê lá va vào nhau theo những cái cơn gió nghe nhẹ nhàng như tiếng của một cô gái. Và hay hơn nữa các bạn, hay hơn nữa đó là gì? Đó là dân ta. Không biết sao mà dân ta giữa khu rừng dài, dân ta biết được cái chuyện đó. Dân ta biết được cái chuyện là người em biết chết biến thành cục đá, người anh á, chết biến thành cái cây, sau này gọi là cây cao. Người em á, người vợ thì chết biến thành cái dây, sau này gọi là dây trầu. Thế là dân chúng kéo đến coi. Dân mình có đặc tính là rất là nhiều chuyện mà, rất là hiếu kỳ. Kéo đến coi, trời ơi, lạ quá, lạ quá. Nhìn lên cây có trái, cái dây thì lá xanh rất đẹp và cục đá thì màu trắng trắng ngồi ở dưới. Thế là tháo nhau kể cho nhau nghe chuyện, truyền tai đến vua Hùng. Vua Hùng còn hay hơn nữa, vua Hùng nghe tin, vua Hùng sao hả, vua Hùng thấy lạ quá phải đi vào rừng coi cho biết. Và vua Hùng cùng với quân lính đi tới, cùng với dân đồng bào ta đi tới. Vua Hùng đứng, vua Hùng ngắm, câu chuyện thật là lạ. Vua Hùng thấy tảng đá nó nương tựa với cái cây, và nó cái cây nó che tảng đá, dây và cái cây thì quấn quýt vào bên nhau, cái cây cũng che cho cái dây leo. Thấy hay quá, vua Hùng nhìn lên, vua Hùng thấy ồ, cái cây có trái, có từng hoài trái tròn tròn vậy. Vua Hùng kêu nè quân lính trèo lên hái tan trái coi. Thế là quân lính trèo lên hái, quân lính trèo lên hái, vua Hùng dùng dao chẻ làm đôi. Vua Hùng kêu nè hái ta mấy cái lá ra coi, vua Hùng kêu hái. Thế là quân lính hái mấy cái lá, vua Hùng mới dùng cái mũi dao, vua Hùng cạy ra cái ruột trắng trắng, vua Hùng để vào cái lá, vua Hùng gói lại, tức là trái cau bỏ vào trong cái lá trầu, vua Hùng gói lại, vua Hùng để vào miệng, vua Hùng nhai. Chát ngậm ngon. Vua Hùng cung, vua Hùng ăn thấy chát ngậm mà, và cái màu xanh và màu trắng nó hòa quyện lại, nó được răng nó cắt ra làm nhuyễn lại thành màu xám xám. Vua Hùng nhăn mặt, vua Hùng phun cái phèo vô trong cái tảng đá. Tự nhiên vua Hùng thấy ủa sao phun vô tảng đá thì cái hỗn hợp gồm có cái lá và cái trái và nước bọt của mình á,
nước miếng của mình á lại thành cái màu đỏ ngộ ta, vô chứ hai trái khác thôi, hai lá khác thôi. Và vua Hùng đã khéo léo gỡ cái ruột của cái trái đặt vào trong cái lá. Vua Hùng nhẹ nhàng dùng cái lưỡi dao cạo một miếng ở trên lớp đá, vua Hùng bỏ vào trong giữa, vua Hùng gói lại để vào miệng, vua Hùng nhai. Nhai chút xíu các bạn. Vua Hùng thấy thoải mái, môi vua Hùng đỏ mọng lên, mắt vua Hùng liêm diêm phê các bạn, rất là đã, cảm giác rất là đã, mắt là trực chờ là muốn ra nước mắt. Và vua Hùng nói chuyện rất hay, và vua Hùng nói với đồng bào ta: này lạc dân, hãy ăn cái trái này, hãy ăn như ta ăn. Và nghe câu chuyện của dân kể kết hợp lại thì nó ra được sự tích trầu cao của chúng ta, và vua Hùng là người đã dạy cho dân ta ăn trầu cao và cái giá trị của miếng trầu miếng cao. Tại sao miếng trầu cao? Dân ta, dân mình hay nói là miếng trầu là đầu câu chuyện, bởi vì ăn miếng trầu cao và đá vôi vào thì nó kích thích, nó làm cho chúng ta cảm giác rất thoải mái, chúng ta sẽ nói chuyện hay hơn, chúng ta sẽ thấy được cái nghĩa anh em, cái tình anh em thì phải nương tựa che chở cho nhau, cái nghĩa vợ chồng keo son gắn bó che chở yêu thương nhau. Cái cục đá, cái cây cao, cái dây trầu nó trở thành một bài học cho chúng ta về tình anh em, về nghĩa vợ chồng. Hay quá các bạn ạ. Các dân tộc ở Đông Nam Á này, rất nhiều dân tộc ăn trầu, nhưng mà không có dân tộc nào có được câu chuyện thấm đậm tình nghĩa như câu chuyện của dân tộc ta. Rất là tuyệt vời, thưa các bạn.